Ê. Cút ra ngoài. A few moments later. Xin caption để làm clip. Xin caption để làm clip với ạ. Fuck. Tuyển thủ top 3 thế giới YBY bị gì so hai con năm tiền 3 sao đấm vào mồm. Úi xời. Title video. Wow. Làm IB này. Làm lý thuyền với IB không? Làm lý thuyền với IB không? Nghiêm rồi top 7 đâu quá. Làm một trận triệu hồi IB à? Được. Map này đột biến. Đột biến anh em nhé. Để mình chọn loại kỹ lại xíu. Chọn loại gà quá. Cung. Map này nhiều đồ. Ui cuồng đeo sô dinh này. Cuồng đeo sô dinh này em. Lối riêng không? Nhưng mà mình lối riêng đủ chứ. Nhưng mà mình chơi lối riêng được chứ. Biến hoa trang bị. Chỗ này đi. Mình đang cho qua quýt cầm à. Đăng ký bóng vật lối riêng chôn à, chôn gì đăng ký bóng vật này có ấn đâu. Nhìn trong mạnh thế. Mình đánh giả phòng loại Việt Nam thôi. Đi ép vào đồ này, mình đang muốn làm một cái đồ đốt máu sớm này cho công ty gặp mấy cái nhà bảo hộ của IB đi. Đã ra máu á. Bây giờ mình đang hơn về chất lượng tướng á. Đang win thì cứ giữ tướng anh em nhé. Đạt đang bị tưởng tượng rồi. Ui cái gì đây? Vô cái gì đây? Vô cái gì đây anh em? Hai bàn tay của em nãy em bắn cho mẹ xem. Ok. Tiền xin ví các. Mình lấy mấy tướng ba tiền vào dần đi anh em ơi. Nó thua có xíu máu rồi nhưng mà tác dụng nó nhiều quá. Máu nó cũng chiêu nó cũng ngon hơn anh em. Do tôi tưởng tượng hay do mày chọn hơn à, tưởng tượng rồi. Tin chuẩn. Không để tên bi thôi nhưng mà quảng cáo anh hiểu không? Không đổi tên thôi. Quảng cáo bình thường mà. IB nó sinh ra à? Ê, ôm không? Ôm sinh ra không? Có sinh ra này. Làm một tí không? Làm một tí ôm không? Ôm mắt không? Bùm. Ui, xẻng à. Gì đánh lối riêng ra xẻng vậy anh hai? Hộp số cấp luôn, hộp số biết cả mình nhưng mà chôn rồi. Đòn lắp nữa. Hai city tốt. Hai
kia. Ủa, tí thủ sao lát thế nhở? Sao pin nó giật thế anh em? Mình muốn lấy lõi mạnh mạnh luôn anh em ơi. Không cũng đau. Ui kem mà hai ui. Đánh kìa. Mày gì đây? Đây. Cái gì đấy? Đôi đóng giày. Mệt thế. Mà mình chỉ bắn nhiều đâu. Bắn nhiều thôi chứ chưa đâu anh mà. Ok. Ông này full đồ tăng mà, xong lấy thêm đồ đam gì đi. Thật mệt thật chứ. Ông này ba đồ tăng rồi. Cái xỉn làm gì? Chôn à? Quay à? Quay à? Tên này mà có quỷ thư thì tuyệt vời. Ông này nữa. Con này cũng lừa gạt ngon em nhở. Anh em tư vấn mình phát con này cũng lừa gạt ngon. Cái chơi anh em ơi. Nhìn này xô dính sáng. Học cách tung chiêu xô dính sáng. Chôn. Mạnh thế. Sạc. Tập tim ra được rồi thì kéo tim lại thì xin đủ luôn mà. What the fuck? À! Nhầm. Rồi xe con ấy đi xuống đây đấy. Xí tốt rồi. Nhầm anh em ơi. Con sen mà thấy ngon mà. Con sen cầm cái này CC khó chịu mà. Nhầm. Mình ra ngon rồi.
như lừa gạt, người là cái chê hoặc là nem mi rồi. Mà nghe cũng ok đấy. Mình bị bán luôn anh. Ấy ạ. Nghèo quá nhỉ. Nè sốt. Bạn cái chơi là để lấy CC thôi mà không sao hết. Càng nhiều cái chơi càng nhiều CC thôi mà. Chưa đốt máu. Cố lên. Ây da. Nhìn này may lên, nhìn này không hấp đồ á. Chưa đốt máu. Cố lên. May quá. Olap, có cái kiếm cho Olap. 5 tiền có con gì lối đi ngon em nhỉ? Con gì 5 tiền lối đi ngon nhỉ? Con gì 5 tiền ngon? Camille. Camille Smolder. Camille. Đồ này. Từ nhá. Không ai ôm đúng không? Không ai để ý tới tôi đúng không? Olap 3, Rai 3, con nào cũng được. Cảm xúc. Cảm xúc. Cảm xúc. Cảm xúc anh em nhé. Cảm thấy cảm xúc nhé. Còn lại tí là mình biết rồi, mình muốn giữ đôi á anh em, mình muốn giữ đôi á. Tí mà mình ban đâu ra con Nasus luôn á chứ. Ờ giờ ra bù nhờ. Giờ ra bù nhờ. Giờ Echo ra bù nhờ. Ừ được, đúng. Ê. Hai con à. Mình muốn tham vọng á. À. Ơ, biết được có một con à? Vãi. Biết được một con thôi à? Ơ, không biết được hai con à? Ơ. À, biết được có một con à?
cầm 2 năm tiền 3 sao đi. Con này được không? Con này được không? Này được không? Được đúng không? Không cầm được nhỉ? Rôn tiếp bù đi à? Rôn tiếp bù đi à? Bây giờ chỉ có rôn bù thôi đúng không? Bây giờ chỉ có rôn bù thôi đúng không em? Bây giờ mình làm kiếm sao cái kiếm cái bùa 4 tiền đó nhờ. Bốn tiền bút rồng phân tách lên clip. Đẳng cấp phong cách y bê y ảo nha. Ừ đúng rồi, rom tiếp bùa xong. Ê, nếu mà 3 con là 3 con 5 tiền phải sao rồi. Áo trình IB chưa, kiếm bùa đổi áo tròn. Ok, kiếm bùa đổi áo tròn đúng không? Rồi, mỗi con cầm cái đúng không? Cho cầm 2 cái này đi nhá, kiếm cái phong tách nhá. Mí mí mày cho này con tin coi. Nhưng mà có chết được đâu mà phân tách. Có chết được đâu mà phân tách. Hai ông kia ném cùng lúc luôn à. Chịu rồi.